Sư hoan hỷ trả lời giúp con. Con mong muốn mỗi ngày đều suôn sẻ, bình an, may mắn, thì sáng sớm nên tụng bài kinh nào? Nếu như mà mỗi ngày quý vị muốn bình an, may mắn, thì sáng sớm nên rải tâm từ. Nên tu tập rải tâm từ nha. Thứ nhất là đảnh lễ Tam Bảo xong rồi sau đó rải tâm từ. Có những bài kinh rải tâm từ đó quý vị có thể đọc, nhưng mà đọc không thôi á thì cái kết quả nó rất là hạn chế. Mà mình phải hành thiền rải tâm từ á, quý vị có thể hành tâm từ trong 10 phút, 15 phút, 30 phút thì mình muốn an lạc bao nhiêu thì mình hành tâm từ bấy nhiêu. Còn phương pháp thực hành tâm từ thì hiện tại sư đã có hướng dẫn các video ở trên YouTube, quý vị gõ tâm từ sư hạnh tuệ là ra ha. Đó, quý vị gõ tâm từ sư hạnh tuệ là nó sẽ ra. Muốn thực hành nữa thì quý vị có thể tham gia các khóa tu và sư sẽ hướng dẫn cho quý vị.